Chúc mừng Giáng sinh. Cảm ơn tất cả anh em nghệ sĩ đã mang đến một cái không khí Giáng sinh tràn ngập khắp phim trường. Tất cả anh em nghệ sĩ gửi lời chúc đến cho tất cả quý vị khán giả có một mùa Giáng sinh an lành và chuẩn bị đón một năm mới hạnh phúc nhé. Anh Đại Nghĩa cùng với Bạch Thanh Khanh xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ai là bậc thầy chính hiệu. Chương trình do công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ lần lượt trải qua những cấp độ của chương trình Ai là bậc thầy chính hiệu. Chúng ta đang ngồi trên những chiếc ghế rất là cao cấp. Wow. Chiếc ghế này hiện nay đã có giá lên đến 100 triệu. À, lên tới 100 triệu rồi hả? Dạ, tại vì nó sẽ tính theo độ tuổi. Đem về 100 triệu một cái nha. Ghế này 100 triệu một cái sao? Dạ, bán biết bao nhiêu hũ tóc mỡ mới được cái ghế trời này. Trời đất ơi, chị giá còn hơn con người của tôi nữa chứ không phải hũ tóc mỡ đó thôi. Không, mọi người, anh Dũng anh khiêm tốn thôi chứ riêng cái lỗ mũi anh là đã 70 triệu rồi. Thôi nè, bây giờ các bạn đừng bóc phốt nhau nữa. Mới đầu chương trình mà mình phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Thôi bây giờ mình sẽ giới thiệu từng đội cho khán giả được biết nha. Và thưa quý vị khán giả, hai con tuần lộc tuốt ngoài xa kia, con xanh con đỏ, là cũng hai gương mặt rất là quen thuộc với khán giả truyền hình, Hà Trí Quang và Hồ Bích Trâm. Wow. Hôm nay đội mình tới đây chơi, mình suy nghĩ một cái tên đặt cho đội mình nha. Dạ, tên của đội em đó chính là Bớt nhoi. Bớt nhoi hả? Dạ. Dạ. Nhắc nhở tụi em nhoi quá. À, lời nhắc nhở. Lời là nhắc nhở đó. Dạ. Đó, cho nên hồi nãy giờ anh thấy ông đội này nhoi không mà ông thấy tụi em đâu có nhoi đâu. Vậy thì bây giờ mình làm quen cái đội chính giữa coi lấy tên là cái gì. Dạ. Trước tiên tụi em xin tặng chương trình mình một bài hát à. Noel ta đến nơi đây tìm bậc cao nhân, nhanh tay ta vào chơi game là chơi game. Bậc thầy đây phải chăng chính hiệu, người người luôn ngóng trông. Bậc thầy là ta. Hay quá. Hay không? Hay. Em khen hay được hả Khanh? Hát một cái bài, thứ nhất là cái giai điệu nó không có phù hợp với cái không khí Giáng sinh của châu Âu đúng không? Có cái chữ Noel. Rồi chưa kể là ép văn cưỡng từ. Dạ em hỏi mọi này. Anh ơi, bỏ đi sao Trâm ơi, Trâm không có hát, Trâm không có hát. Nói gì, Trâm nói gì? Trâm muốn hát hả em? Không. Em không có hát, nhưng mà em đang nói là tại sao á anh coi tụi em giống như con ghẻ vậy đó. Tại sao con ghẻ? Anh vô nói giới thiệu với mọi người, đây là Hà Chí Quang, đây là Hồ Bích Trâm, hai con tuần lộc hết. Còn qua bên đây anh ấy quá trời với người ta luôn. Tức là anh vừa mới giới thiệu cặp đôi chính giữa, cái hai con người đó tự đứng lên tự hát luôn vậy đó. Người ta lăn xả tụi em. Đến bây giờ họ vẫn chưa giới thiệu tên họ cho mọi người biết là gì luôn đó. Nhóm tụi em tên là nhóm Tuần Lộc. Dạ, tại vì hai đứa giống như hai con tuần lộc, với lại anh có mặc cái áo hình tuần lộc. Tuần lộc nè. Rồi Minh Dũng và Võ Đăng Khoa. Đây, cái nhóm mà điềm đạm nhất nãy giờ nè, đó là cái nhóm của Huy Cường với lại Trương Mỹ Nhân. Hồi nãy giờ Trường thấy đó, mấy đứa em của Cường nó rất là quá là nhoi. Cường với lại Trương Mỹ Nhân là quyết định là đặt cái tên đội của mình là Điềm Đạm. Điềm Đạm. Không, vâng. Với cái độ tuổi của Huy Cường thì tôi nghĩ Điềm Đạm cũng là vừa rồi. Nhưng mà còn Mỹ Nhân, em cũng còn nhỏ quá mà. Dạ hôm nay Noel mà em theo phong cách của nữ hoàng băng giá. Em cứ điềm đạm lạnh lùng thôi. Bây giờ em ơi. Đi, nếu mà nữ hoàng băng đá thì mình đi vô băng đăng mình chơi, hiểu không? Nghe là bộ ăn thịt người ta hay sao vậy? Ờ, ta đang nói. Mà anh thấy không, có nghĩa là em ngồi xuống. Anh có biết hồi nãy giờ anh thấy em hiền quá rồi đúng không? Đó, em nói đi cưng. Lạnh lùng nha. Lạnh lùng em. Rồi, lạnh lùng. Anh em mình quyết định là lạnh lùng nha. Chơi game mà cái mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối luôn. Cho khán giả ghét chơi. Rồi. Kệ nó miễn sao. Miễn sao là bậc thầy thôi. Bậc thầy đó là cái đầu phải lạnh. Không sao nhân, giai ác rồi. Người ta nhớ nhiều hơn là giai thiện, đúng không? Không, tôi thấy giai thiện mới đi tới cuối phim chứ. Ngồi xuống. Hết phim nó mới chết. Đúng rồi. Đây, trùm đóng vai phản diện trong phim truyền hình. Cho nên là đi chung với cái bạn này là quá phù hợp. Lạnh lùng quyết định vậy rồi phải không? Quyết định nha. Là đổi okay. Lại hả? Yeah, lạnh lùng. Yeah. Lạnh lùng gì? Ok. Ủa, tự nhiên lọt tuần lộc vô gì trời? Không, thật ra bớt nhoi mới là lọt vô á. Ừ, lạnh lùng mới liên quan tới Noel, tuần lộc liên quan, còn bớt nhoi nó không liên quan gì tới rừng trời. Dạ, mình đang lại đi. Okay. Anh giới thiệu lại đi rồi tụi em làm lại. Lại cho em lại. Buồn rồi em. Ừ. Thời gian cũng có hạn nha. Và thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ và làm quen với ba đội chơi ngày hôm nay. Yeah. Bây giờ mình sẽ bước ngay vào thử thách đầu tiên.
Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những thử thách về giác quan. Đó có thể là vị giác, thị giác, thính giác, khứu giác hay là xúc giác vân vân. Mà bây giờ nói vô liền cái thử thách đầu tiên đi. Nó phóng vô họng nó nói nữa rồi kìa. Anh ơi, tự nhiên mình lạnh quá, mình lạnh. Lạnh quá hả? Thì mặc thêm áo ấm vô đi chứ sao? Không, ngoài áo ấm mình còn phải làm gì thì nữa? Mình đốt lửa mình sưởi. Ngoài đốt lửa mình có thể làm gì nữa? Mình ăn mình uống cái gì đó có nóng nóng trong người vô. Đúng rồi, mình nên uống một cái gì đó đi. Mọi người, thường lạnh mọi người uống gì? Cơn rượu nóng. Hả? Đế gò đen ư? Đúng rượu hầm nóng. Em thích ăn kem. Hả? Cái gu này anh cũng thích nè. Anh rất thích luôn nha. Ra Đà Lạt càng lạnh càng khoái đi ăn kem. Đúng rồi. Còn em, lạnh uống gì? Thường là em lên Đà Lạt em xuống sữa đậu nành. Mình ăn với mấy cái bánh rồi nữa. Tiêu này kia đồ. Lạnh lạnh mà tự nhiên đi lên Đà Lạt chỉ cho nó cực vậy em. Còn Minh Dũng, thời lạnh Dũng thường online bán hàng gì? Trời lạnh thì Dũng sẽ bán đậu phộng, ăn ở trong người nó sẽ nóng nóng nè ha. Rồi xong cái mình đổ tí rượu vang ra cái mình uống. Nó đã, nó đã trong tâm can lắm. Dũng nói nghe cũng hợp lý. Còn hai em thì sao? Em uống cà phê đá, trời lạnh cứ uống nóng rồi em không thích, em thích uống đá rồi uống cho nó lạnh lạnh tê tê. Còn qua Giáng sinh em sẽ uống cái gì? Dạ, Giáng sinh hả? Em thì không có sở thích uống nhiều, thích ăn thôi. Thích ăn thôi. Nhưng mà cái thử thách này của chúng ta sẽ liên quan tới uống. Dạ, và chúng ta sẽ uống một loại rượu. Đúng. Thấy chưa? Đó chính là rượu champagne. Đâu, phát âm với chữ champagne coi. Champagne. Chưa sang. Champagne. Đâu? Champagne. Đẩy cái hàm dưới ra nữa. Champagne. Nè, champagne. Đó. Cái gì? Champagne. Đây là em chụp cái gì vậy? Em chụp được một miếng ADN của anh. Giáng sinh, chúng ta sẽ dùng một cái loại rượu champagne và chúng ta sẽ đoán xem cái loại nào nó cao cấp hơn, nó thượng hạng hơn. Bởi vì có rất là nhiều loại. Bây giờ không tin vô siêu thị coi coi, có mấy chai mấy chục ngàn cũng có, thậm chí có những chai mấy triệu đồng mấy cũng triệu có luôn, đúng không? Và thậm chí có những chai giới hạn giá lên đến 6 tỷ một khủng chai. Khủng khiếp chứ vậy? Một chai champagne vậy, mà 6 vậy là tỷ bữa nay mình được uống cái chai 6 tỷ. Không, không, em nói cái gì? Tụi em được uống chai 6 tỷ. Mơ à? Nhưng mà cái chương trình này chương trình bậc thầy thượng hạng thì mình rồi. Uống. Đúng chính hiệu thì mình phải uống cái chai thượng hạng nhất. Ê sao mình khờ quá ha. Bây giờ chương trình đem cái chai đó ra, cái chương trình nó mua có 60 ngàn nói 6 tỷ mình cũng đâu biết. Biết à? Cái đó là bà không biết thôi chứ tôi biết à. Em uống 60 ngàn mà em sành điệu nha, em sẽ nhận ra ngay nha. Dạ. Chỉ trừ khi là em uống nước mắt như uống nước mưa, như uống nước mắm, em không phân biệt được cái gì hết. Thì thôi nha. Nói một chút xíu về cái rượu champagne thượng hạng của mình được không Khánh? Thưa quý vị, rượu champagne của chúng ta thật ra nó là rượu vang và nó có ga. Nó được xuất xứ từ nước Pháp và cái món này chúng ta thường dùng trong rất là nhiều những bữa tiệc. Đó. Nha. Rồi, bây giờ ở thử thách này thì mỗi đội sẽ cử một người đại diện đội nhà mình. Cử ai bớt nhoi? Ủa gì kỳ vậy? Em à? Em không có sành rượu đâu. Nè, bình thường có hay uống một vài loại rượu vang nào đó không? Dạ có, em là chúa rượu vang. Chúa rượu luôn nè. Mỗi lần chú đi ngủ em cũng uống một ly rượu vang hết. Tự tin lắm. Chỉ còn đợi tuần lọ uống được bao nhiêu chai rượu vang. Kệ người ta. Dạ con không biết con uống được bao nhiêu rượu mà người ta gặp con người ta kêu trời bất tử. Bất tử. Bất tử. Rồi, chúa rượu vang Hồ Bích Trâm sẽ thi. Chỉ còn đợi tuần lọc nè. Thôi bây giờ thì Dũng á, thì Dũng hay thưởng thức những cái loại rượu rẻ tiền thôi. Dũng chưa có được gọi là cao sang để mà thưởng thức một cái loại rượu. Vậy thì bây giờ vô thử đi. Thôi để cho qua đi. Hỏi cái gì nói gọn thôi, nói chi một dài một dòng. Ok, Minh Dũng sẽ thi nha. Minh Dũng dạ. Thi. Ok. Bởi vì người giờ tôi nghe Dũng nha. Luôn nè. Quy Cường và Mỹ Nhân. Thường thường là ít khi mà trải nghiệm với Samba. Bị nhẹ quá không thèm uống đúng không? Có hỏi nữ hoàng băng giá, nữ hoàng băng giá nói để em. Em có kinh nghiệm uống rượu không? Em bất tử giống chị bên trời kia. Trời ơi trời, chị có hành tinh nào. Trời ơi. Vậy bây giờ ai thi, anh Cường hay đây, là Mỹ Nhân? Mỹ Nhân. Em. Rồi mời các bạn đứng lên. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị bước vào thử thách nha. Không, ai thi thôi Cường ngồi xuống đi Cường. Hiện nay các bạn vẫn đang ngồi ở bậc thầy siêu hạng. Dạ. Cho nên chúng tôi vẫn rất là nâng niu, yêu thương các bạn, gọi các bạn bằng những cái danh xưng nó qua Mỹ. Quý ông và quý bà. Đã. Kính mời quý ông và quý bà nối gót nhau vào trong phòng để mà thưởng thức rượu của chúng tôi. Dạ, kính mời. Phải ạ. Champagne là loại rượu vang có ga và loại thức uống quen thuộc trong các buổi tiệc, dịp Noel, ngày lễ. Tùy thuộc vào từng phiên bản mà giá của champagne có sự chênh lệch nhau. Hiện nay, người ta sản xuất khá đại trà cho ra nhiều loại champagne giá cả bình dân, phù hợp với nhu cầu của nhiều người. Nên việc nhận ra được giá trị đúng của một loại champagne cao cấp đòi hỏi sự thẩm vị cao. Anh Quang ơi, bây giờ Trâm sẽ bắt đầu thử rượu champagne. Champagne. Cảm ơn chị. Quá thơm luôn á.
À, trời ơi, sao cái này nó chát dữ vậy trời. Chúa rượu vang gì mới uống có miếng đầu tiên mà nhăn quá. Cái màu này sao nó nhạt hơn màu kia ta? Nhạt đó, hơi vàng ngà. Này nó không có mùi, không có nồng nhiều, không có thơm nhiều giống như ly kia. Sao cái nào nó cũng giống như cái nào vậy trời, nó cũng chát chát, nó cũng tê tê cái đầu lưỡi. Nhưng mà cái này nó nhẹ hơn, nó ngon hơn, nó bớt nồng hơn cái kia. Cái kia uống vô một cái là mình có cảm giác nó rần cái miệng á, cái này thì nó êm hơn. Nhưng mà em nghĩ là loại cao cấp hơn có thể nó sẽ khó uống hơn một chút, nó mạnh hơn. Dạ, cho em mượn xíu nữa nha. Cạn ly luôn. Thấy không, vậy mà đưa chai 6 tỷ thứ gì chịu nổi anh Nghĩa. Ngon. Cảm ơn chị. Nhiều khi cái chai thứ hai người ta để đường nhiều á anh. Rượu mà chưa đủ nồng độ đó, rượu mà còn nhẹ đó, đúng rồi, cho nên nó vậy đó. Rượu dởm, cái rượu mà để lâu nhiều. Năm nó đắt tiền thì nó mới nồng nàn được cái hơn. Cái này nó đắng nè, nó nồng hơn. Cái này nó dễ chịu hơn. Ủa nó ngược rồi. Ủa nó ngược rồi kìa. Nó ngược rồi. Nếu như nãy giờ khen là chọn B đó nha. Em quyết định chọn có là cái A. A. Gì vậy? Tức là nó chọn cái khó uống á, nó lộn. Không, có nghĩa là Trâm cố tình chọn cái khó uống hơn. Tại vì cái khó uống thường thường cái rượu mắc đó, nó thì tăng thêm cái vị giác cho mình. Một là cố tình, hai là xỉn rồi. Đồng đội của em hiểu chơi chiến lược. Không có chiến lược đâu, nó xỉn đó. Không có xỉn. Ủa cái gì kỳ vậy? Ủa, cái đáp án A là cái đáp án của ly đầu tiên đúng không anh? B là cái ly thứ hai. Chết rồi, em chọn sai rồi, Quang ơi. Không được chọn lại đâu cưng. Thử hen. Thơm quá, thiệt. Cái này mà giá như mà có cái dĩa đậu phộng với tấp mỡ đồ. Vẫn quảng cáo tấp mỡ. Đồ chua nó có nè, rồi đắng đắng, nhẫn nhẫn cũng có. Nhưng mà nuốt vô thì nghe cái hậu nó ngọt ngọt. Này được đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ly B. Sao cái mùi rượu này nó nhạt nhòa quá ta? Vậy là cảm giác giống Trâm á. Với cái ly này á thì Minh Dũng thấy là nó cái độ mà cái ga của nó ít hơn cái ly vừa rồi. Đó. Và cái độ chua nó không có nhiều bằng cái ly đầu tiên. Độ đắng nó cũng không có nhiều. Uống lần nữa coi. Này ngon nè. Này ngon đó. Tao nghĩ là vì mấy cái ngon đi dễ uống nó là không phải đâu em. Cái vị nào mà nó càng tinh tế á, nó từ từ vô, nó không có vị liền á thì nó sẽ mắc hơn. Anh cũng có cảm giác vậy đó. Đội Tường Lộc sẽ chọn là đáp án B. Đó, một người A, người B rồi kìa. Đáp án này đáp án. Gì vậy? Anh chọn B hả? Anh chọn B. Em cũng chọn B. Ủa em chọn B, sao mà em đi qua bển em ngồi A? Em chọn B, nhưng mà tại tưởng nó là A, em dơ cái bảng A lên. À, cho nhiều khi vậy mà em trúng sao? Không, em chắc chắn luôn là cây ly B là đúng. Ủa em, vậy là em xỉn à hả? À, bất tử là em của ngày xưa thôi, còn bây giờ chỉ là huyền thoại anh ơi. Ly rượu này nó có một cái mùi cũng rất là thơm. Khi mà nếm thử thì nó có vị chua chua chát chát, động lại ở cái lưỡi của mình một cái vị hậu rất là ngọt. Có một cái sự nồng tinh tế ở trong cái ly rượu này. Nồng tinh tế luôn. Giống anh Nghĩa nói á, chỉ cần một chút xíu thôi là đã nồng lên khắp mặt. Và anh từng được nếm mấy cái loại rượu thượng hảo hạng luôn á. Thử một cái thôi là em cảm giác nó sọc tới ốc rồi. Nó nồng, nó thơm ngát luôn rồi đó. Thì anh thấy là anh nghĩ là cái loại cao cấp nó phải như vậy. Nhưng mà nếu nồng quá thì sau đó mình ăn sao mình có vị ta? Không, nó sẽ giảm lại. Dạ.
uống tí nước đã. Sao thấy giống nhau vậy trời? Khoan xí chơi, chứ từ từ em cảm nhận được chút xíu nữa. Nhưng cảm thấy là cái vị của cái ly bê này nó có cái độ nồng và nó thơm hơn rất là nhiều khi mà uống vào so với lại ly A. Ly mỹ nhân này nó nhận xét hoàn toàn khác so với hai người trước luôn á. Chắc là theo khẩu vị rồi, tùy mỗi người. Ừ, đúng rồi, khẩu vị của mỗi người á. Nhưng mà cả ba đều nói rằng cái ly bê là dễ uống hơn. Tại vì uống hai cái loại rượu đó kế bên nhau như thế mình cũng khó biết thật. Thì hy vọng là cái đầu lạnh của mình có thể quyết định được chính xác. Tỉnh rồi. Cái bộ nói là có vẻ hơi nhựa rồi đó. Trân trọng phương án B. Trân trọng phương án B. B. B nha. B. Rồi. Bây giờ thì Đại Nghĩa sẽ lên trên đó và bước vào căn phòng nào. Có nghĩa là căn phòng đó là các bạn có được đáp án chính xác. Ai gu. Không biết bên trong đây có những ai bậc thầy nào đây. À. Em tưởng đó là A nhưng mà à, cuối cùng em tưởng là B hả? Ủa đây là hàng bên giáo ơi. Bên nó cười có vẻ vui vẻ ha. Em chắc chắn là bên em thắng rồi đúng không anh? Alo. Dạ là đúng rồi hả? Tới cho em quà đúng không? Làm gì có chuyện đó. Ủa chưa xỉn hả? Chưa. Mới ra làm thử hai ly rồi. Vậy hả? Ừ. Rồi ông già Noel xỉn hả? Ông già Noel vẫn còn tỉnh táo để không có bước chân vô cái căn phòng này trước. Ủa chị làm sao? Cả già Noel ông đùa bỡn cho vui thôi. Nhưng mà nếu nhanh đoán không lầm thì hồi nãy là lẽ ra em chọn cái bên kia chứ phải bên này. Đúng rồi, em chọn bên kia. Ủa vậy anh qua em là em đúng hả? Trời ơi, mơ đi cưng. Đây. Dạ. Thưa quý vị khán giả, em lén lén ra ngoài em làm thử hai ly để coi em cảm nhận như thế nào, cũng như là mình thử nếu như là mình sẽ chọn cái phương án A hay B. Dạ thưa quý vị, bây giờ thì em đã có đáp án rồi. Nhưng chờ em giây lát ra làm ly nước chanh vô rồi sẽ công bố đáp án cho quý vị biết nha. Đừng đi lộn phòng nha anh ơi. Dạ thưa quý vị, Đại Nghĩa đã quay trở lại rồi đây. Và sau khi làm ly nước chanh xong bây giờ tỉnh táo, sảng khoái. Và bây giờ sẽ công bố đáp án cho quý vị khán giả cũng như là các người chơi trong hai căn phòng này được biết. Căn phòng nào mới là căn phòng có đáp án chính xác? Là B. B. Kệ đi. Hay là A. Hãy đi, ông già Noel đâu đó. Mùa Noel ổng thích giỡn. Trời đáp ơi. Án là B. 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 A. Yeah. B. 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 Và cuối cùng đáp án sẽ em là em không cho mở cửa ra nữa. B. 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 C. C. Là A. Là A. Là yeah. Ủa, thiệt hả? Trời ơi, thiệt hả? Trời ơi, sao cái rượu sao cái bay vậy? Em ăn mai đi em hơn em. Nó không hay, mà được cái nó hơn. Ủa, là thiệt hả? Ôi, mình vinh tích quá trời, vinh tích luôn kìa. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Đại Nghĩa cùng với quý bà Hồ Bích Trâm. Đây, quý bà tới rồi đây. Ngồi vô, ngồi vô, ngồi vô. Ôi, không ngồi đâu. Đúng rồi, ai đâu ngồi cái ghế đó. Nó nghe nè. Bởi vậy chữ đằng sau nào. Coi lại đi, nghiệp dư dư quá trời. Không có sang. Trời, cần cái gì sang, ta ngồi ghế này ăn ốc đồ lễ dễ. Ngồi ghế kia kém mỗi sang lưng. Đây nè, cái ghế này giờ tôi đi ra đường ăn ốc đồ khỏe, sáng quần sáng áo. Mình ăn ốc, mình cũng ngồi ghế này mình ăn ốc được vậy. Ủa trong nhà hàng cũng có bán ốc vậy. Dạ đúng rồi. Em ơi ăn gì nè, bào ngư nha. Bào ngư đi anh. Bào ngư với ốc mình ăn sò dương nha cưng. Trời ơi cái gì mà sò dương. Không có cái gì mà dòi dài. Dòi dòi. Ốc dòi dòi. Dạ đúng rồi, mỗi thứ lấy 1.000 con nghe. Anh có mình có tiền mới cũng ngon lắm. Ơi ốc bù lon. Bởi vậy cái nào kém sang nói thiệt nha. Đúng là thấy sang bất hoàng làm họ luôn á. Cái chiến dạng chơi thua chơi xui đừng có đụng vô. Đây bây giờ đang lo nè.
anh đang lo cho cái nhà bên đây nè, có một người con gái dài quá, chân dài tới nách mà bây giờ ngồi trên cái ghế này rồi giấu cái cặp giò đó ở đâu đây? Mà người ta là cái gì, công chúa Bạch Tuyết đó. À, lạnh lùng vô đi. Buồn lắm chị em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chị không dám ngẩng mặt nhìn đời luôn. Vô luôn em. Ôi em ơi, em ơi bất tử mà em. Thì giờ bất tỉnh rồi em. Vô bạn ơi. Sao vậy trời, làm gì gì kia vậy cưng? Cúp nè, coi nè, coi nè. Con bé giờ nó xà xuống nè. Ngồi xuống nè. Ngồi. Ủa mà ai cho nó còn mang đôi dép này vậy? Phải đổi đôi dép nào? Phải đổi qua chứ. Ủa? Lột đôi kia ra. Em trai, vô. Nha, đẹp thì đẹp chứ bây giờ nhìn thấy bớt đẹp rồi. Tự nhiên bây giờ dòm mặt con bé nó tối thui. Cho giữ làm kỷ niệm đi. Đã chơi thua còn gian cắp đồ nữa. Cái tánh hơi tham. Cái tánh xấu lắm nghe Dũng. Nha, muốn cho người ta thương, người ta mua tóp mỡ của mình nhiều thì phải trung thực. Bộ bình thường uống rượu gì mà bây giờ vô được ngồi cái phòng sang trọng uống rượu cao cấp mà không nhận ra? Tại vì không có được cảm nhận. Sau khi bước vô cái căn phòng B mà ơi, những người mà thua cuộc anh đừng cho chiếm sóng nhiều quá. Đã thua mà còn chiếm sóng nhiều thì cái nhục nó càng dày em. Đúng rồi, cái mặt sẽ đâu cho hết. Bây giờ thắng làm vua, thua làm giặc. Bây giờ mình thua rồi mình nói gì nữa? Nói giờ gì nữa, im đi. Nói gì nữa giờ. Bên đây giàu sao cũng còn đỡ đi. Có một người tự xưng mình bất tử. Nhân ơi, anh đã làm gì em? Hồi nãy em uống cái ly đầu tiên em thấy nó rất là ngon rồi. Nhưng mà tại vì em quên là mình phải uống nước, rồi mình thử ly tiếp theo nên em thấy nó bị giống giống nhau, em không phân biệt được. Cái vị lửa. Dạ đúng rồi. Tự nhận mình bất tử vô trong đó chọn cái đáp án sai, cái mình bất tỉnh luôn. Bình thường đây em đàn là uống bia. Bé sỉnh thiệt. Em nhận ra em say nha, từ lúc em cầm hai cái bảng AB là cái giọng nhựa. Bé sỉnh thiệt rồi. Nhựa rồi. Rồi. Mấy ngón bài? 10 ngón rồi. Về đi về. Đây. Trong cái dòng này cái người mà hay mà không bằng hơi là cái người phụ nữ áo đỏ kia. Thử thách thứ hai là gì nào? Thưa quý vị, thử thách thứ hai tiếp tục là về vị giác. Trời ơi sung sướng. Nãy là mình mới uống một chút rượu champagne xong phải không? Giống như là khai vị. Bây giờ mình vô món chánh nè. Thường Giáng sinh mình hay ăn món gì? Thịt bò. Gà quay. Thịt bò. Gà tây. Vâng. Và món ngày hôm nay đó chính là Gà tây, đúng không? Gà tây là một cái món ăn rất là quen thuộc trong những cái dịp lễ lớn, đặc biệt là ở những nước phương Tây như là lễ tạ ơn hoặc là lễ Giáng sinh thì không thể nào mà thiếu cái món này được. Và thưa quý vị, gà tây thì nó là cùng họ với gà lôi. Và nhưng chẳng qua là hơn. Con gà tây nó được sinh ra bên Tây vậy đó. Còn con gà ta là con gà nó sinh ở bên mình. Đó, đơn giản. Ủa vậy nếu con gà tây mà ở bên mình gọi là con gà gì? Gà tây ta. Gà gì kiều em. Cho nên chúng ta sẽ được ăn hai món thịt gà trong cái đêm Giáng sinh lung linh này. Một món sẽ là gà tây. Một món là gà thường. Gà thường. Tôi thì chưa ăn gà tây bao giờ. Chưa ăn gà tây bao giờ. Đúng rồi, còn gà ta thì ăn rất là quá, nhiều rồi. Quá thường. Cho nên là chưa biết cái này như thế nào. Mình dùng phương pháp loại trừ. Đó, đúng rồi đó. Okay. Đang nghĩ gì đó, đang nghĩ gì đó. Coi như là sành ăn không? Tự tin không? Tự tin. Còn bên đây sao? Chắc là em nghĩ em có thể. Là coi như là em đoán được phải không? Cuộc đời em ăn gà tây hả? Có thể thôi anh. Còn bên đây sao Quang? Dạ em ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Em ăn nhiều lần chưa? Dạ nhiều. Dạ thường thì em Noel thì em sẽ ăn Noel ở Hà Lan. À, tại sao lại qua Hà Lan ăn? Dạ gia đình em ở bên đó. Rồi. Vậy thì kể nghe sơ sơ coi cái không khí Giáng sinh của bên đó như thế nào? Cái cảm giác là cái không khí bên đó thì cũng giống như Tết mình. Tại cái Giáng sinh ở bên châu Âu là cái đó là cái lễ hội lớn nhất của một năm, đó là đón một năm mới nữa. Thì là 5 ngày người ta sẽ được nghỉ 2 tuần. Mà ăn là ăn nhà nào cũng phải có gà tây. Dạ đúng rồi. Lúc đó gia đình em nướng hai con gà bự như vậy nè. Mà ở trong ruột thì sẽ có dồi các nhân thịt này kia, rất là nhiều chăm bông, chem này kia. Nhưng mà ăn hết không em? Tại vì anh nghĩ rằng nó rất là nhiều luôn á. Mỗi lần ăn hết. Ăn hết luôn. Dạ. Tại vì ăn cái đó không với bánh mì, với khoai tây. Bình thường anh ăn gà tây anh thấy nó có vị gì? Vị tây. Nó không ngọt như gà ta Việt Nam mình. Đúng, chính xác. Gà tây nó sẽ nhạt hơn nha. Đó là một cái ý mà Khanh muốn những đội thua mình nắm cho nó kỹ. Nhấn mạnh chữ thua quá hả? Trời, thua. Xin lỗi à. Ở cái thử thách này thì chúng ta sẽ đi cùng với người đồng đội của mình vào đó để thưởng thức luôn. Chứ không phải chọn một nữa. Hai bạn sẽ cùng được ăn luôn nha. Mời các bạn đứng lên. Xin được mời quý ông Trí Quang và quý bà Hồ Bích Trâm đi trước. Chưa có được đi. Hay nắm tay nắm chừng quá. Thì mình là quý ông mà. Làm gì còn quý nữa. À. Tôi liền mất cái chữ quý rồi. Ủa? Bây giờ còn là ông Dũng và ông Khoa vậy thôi. Đây, hai đứa mình đây nhậu. Đi đi bà nhân. Em. Đi hả? Đi. Đúng đi hả? Xin mời.
Gà Tây vốn là một món ăn biểu tượng được dùng nhiều cho các ngày lễ tại các nước châu Âu. Thịt gà Tây hiện nay không khó mua vì nhu cầu cao nên việc nhập khẩu và bày bán khá phổ biến. Nhưng tùy vào khẩu vị từng gia đình mà việc chế biến món gà này trở nên rất đa dạng. Merry Christmas! Chúc mừng Giáng sinh! Chào mừng mọi người đến thử thách của mùa Noel năm nay của chúng ta. Và hôm nay Cường sẽ làm món gà Tây nướng. Ở đây Cường có một đùi gà Tây sẵn rồi và tất cả là rau củ. Công việc chúng ta là tẩm ướp cho vào lò nướng. Cường sẽ cho đùi gà Tây vào khe và cho ít gia vị. Gia vị chúng ta hôm nay chỉ có muối, ít bơ. Kế tiếp là các loại rau củ chúng ta có hôm nay đây nè. Đây là cà chua bi, bí ngòi xanh, bí ngòi đỏ, ít lách thơm. Và không nào thiếu một ít khoai tây. Và đừng quên cho ít dầu ô liu nhé. Kế tiếp là đảo đều. Và chúng ta sẽ cho gà Tây vào lò và nướng 180 độ trong khoảng thời gian 60 phút. Từ sáng giờ em chưa ăn gì hết. Dạ. Dạ. May mắn là giờ được ăn luôn nè. Tranh thủ luôn đi em. Tranh thủ. Ủa trời ơi. Trời ơi ghê á. Hồi nãy em nhớ anh nghĩ là một cái tô bự lắm hả? Không, em nghe con gà Tây em tưởng nó là phải bự thế này á. Ăn ra về con. Mọi người có một miếng vậy thôi hả? Ăn lấy hương đi qua thôi, phải ăn cho no đâu, ăn để thưởng thức. Tôi nghĩ là được ăn nguyên con gà. Còn đoán nữa. Thơm. Cái này giống như là nướng. Dạ, nhưng mà còn sống hả ta? Thấy đỏ đỏ nhỉ? Thấy kiểu nó vậy? Thì nó vậy đó, dạ. Thịt ở trong nó còn đỏ đỏ nè. À. Hơi bở không? Bở hả? Ừ. So với gà ta đúng không? À, thì nó là bở. Con gà ta là nếu cái này đó là nó hơi bị bở nè. Dạ, gà ta mình nó chắc hơn. Đúng, nó dai hơn. Nhưng mà mình nói đây là gà thường, chứ không phải là gà ta. Gà công nghiệp. Gà công nghiệp nó cũng bở. Ở đây nếm gia vị hơi mặn. Không, cho nên là mình chắc chắn sẽ bỏ gia vị hơi mặn một chút xíu để đánh lừa. Còn nữa mọi người cho em xin thêm miếng nữa để cảm nhận được. Được. Cái B luôn hả? Rồi không có còn cơ hội rồi em ơi. Hồi nãy có mùi thơm đúng không? Thơm. Cái A có mùi thơm. Không phải hơi bởi mà nó không có chắc. Cái này nó giống y chang luôn. Em thử gửi coi em cảm nhận giống anh không? Khác hơn chút. Cái này giống cái miếng hồi nãy của em. À rồi, hồi nãy có nói là tùy theo cái ví dụ một là đùi hay là ức hay là một cái vị trí nào đó trên con gà. Nhưng mà cùng là một vị trí mà. Không, khác vị trí nè. Một cái xó thịt nó khác nè, thấy chưa? Không, cái miếng của anh là giống cái miếng hồi nãy của em, còn cái này là giống như hoàn toàn là khác rồi đó. Khác cái hồi nãy. Thử coi. Này bở hơn á. Cái miếng B này nó mềm hơn cái miếng A một chút. Em cũng thấy là cái miếng B này nó mềm hơn. Em nghĩ là B. Không lẽ sai lần nữa. Không lẽ B lại sai lần nữa. Anh nghĩ là A hả? Tại vì là thật A. Sự vậy hả? Thôi em theo phải anh ngược đi. Lại chút xíu. Phải ngược lại chút xíu. Em theo anh đi. Tại vì hồi đó giờ em cũng chưa bao giờ ăn con gà Tây nữa. Thôi lỡ rồi xuống mà. Mình ngồi mình lễ ốc luôn phải không? Chọn A đi ha. Ok. Yeah. Theo anh. Tưởng là đã chọn B luôn rồi. Đã tưởng là chọn B luôn rồi. Nhưng mà cuối cùng thì Mỹ Nhân đã nghe từ lời của Huy Cường là chọn A. Dạ. Không hối hận nha. Yeah cái coi. Yeah. Vô em. Chứ mà mình là người đầu tiên á hả? Chứ sao? Chờ căn phòng màu đỏ. Thiên nhiên đi em. Cái da. Ba. Sao từ từ ăn. Coi chút da gà. Gà Tây nó bự hơn thì lỗ chân lông nó sẽ to hơn. Trời ơi. Trời ơi, anh Quang có kinh nghiệm ghê luôn á. Ăn mà còn lỗ chân lông của gà nữa. Nói vậy chứ không biết chọn đúng không? Thịt rất là bở. Mình đã có kết quả rồi. Ăn vô cái biết luôn vậy hả? Cái lỗ chân lông của con gà này nó nhiều hơn, nó bự hơn nè. Không, anh không thấy lỗ chân lông luôn. Dai hơn. Thịt ngọt hơn. Đầu bếp này là cố tình làm mặn để át đi cái vị ngọt của con gà, để cho thí sinh không phân biệt được. Gà Tây là bự là một. Nếu mà mình muốn nướng nó chín là rất là lâu, nhiệt độ rất là lâu và nhiệt độ mà rất gà là cao. Càng bự thịt càng bở. Đúng rồi.
gà tây là tại thường là người ta chứ không có đi bộ giống như là gà ta mình nhiều đó. Đó, các mọi bạn người đang hiểu lầm đó, lẫn lộn, hiểu lầm là mình gà thường với gà ta. 1, 2, 3 yeah. Và cuối cùng đáp án A. Em tự tin. Anh nói thiệt, giờ ví dụ như cho anh thấy con gà đi. Anh nói thấy con gà thì chơi làm cái gì nữa. Giờ bây giờ mình chặt nửa con gà ra thì chương trình thì lấy. Thôi, cái đội bên kia giờ là bị gọi là nội bộ xào xáo nhau rồi. Mình chọn cái này nè. Mình nghe cái gì vậy ta? À lướt. Ủa xong vô đi mà gõ cửa gì ta? Chọn bên B mà ta. Đồng đội A hay B? A hay B? Nói chi? Ủa tự nhiên mở cửa người ta, ta tưởng chọn giống người ta. À thành tay rồi, đi ta. Chưa biết mà. Thật sự đưa đây cho có đồng đội. Ủa mình thích màu đỏ hơn. Dạ anh. Ủa sao có cục nhỏ xíu vậy hả? Ôi tưởng nhiều lắm em. Em tưởng như một cái ức gà. Anh ơi cái này mình lấy vị chứ mình. Ôi ơi nhỏ xíu à. Cái muỗng nó còn nóng luôn á. Đố anh tại sao người ta làm muỗng cho nóng vậy? Để cho mình ăn cái đồ ăn nó nóng. Để nó giữ nguyên cái vị á. Em cảm thấy sao? Cái này vừa nêm nếm vừa vị nè. Còn cái thịt gà thì em thấy nó nó hơi mềm. Gà công nghiệp. À nó hơi mềm. Gà công nghiệp xíu ha. Hơi mềm đó. Vậy là đội này phân tích khác hai đội kia. Phải đâu. Hai đội kia mới ăn vô cũng nói là cái phần thịt gà này nó mềm, nó bở rồi kia. Nhưng mà rồi khi ăn cái bê vô lại là nhận xét khác nữa. Mà anh ăn gà tây hồi nào? Anh chưa ăn. Vô đi, vô. Vô. Dạ. Hai ông gửi vô cái là khác liền. Này gà tây nè. Nghe cái vị nó kỳ kỳ liền à. Nghe nó có cái mùi tây. Cái ống cái này đậm hơn. Cái này gà công nghiệp mình. Cái đầu ok hơn. Cái A đúng không? À, dạ. Tin em đi. Dòng đầu anh chọn rồi, dòng này cho em chọn đi. Đội tuần lộc của tụi em sẽ chọn là A. Đặc biệt một điều là ở thử thách này thì cả ba cặp đều chọn đáp án A là đáp án chính xác và họ nghĩ rằng đó mới là thịt gà tây. Đúng hay sai thì mời quý vị hãy cùng theo chân Đại Nghĩa nha. Ủa của A luôn hả? Chọn A luôn. Lần này mà chúng ta giàu là cùng giàu mà nghèo là cùng nghèo, nghèo đó. Cùng nghèo luôn đó. Alo alo. Có ai đây không? Có ai đây không? Có không một ai hết. Căn phòng B vắng que, căn phòng B điều hiu không một bóng người quý vị. Con nhiều người dồn hết qua căn phòng A rồi, coi nha. Xin chào. Trời ơi, sao vậy, thái độ gì vậy? Thái độ là tự tin đắc thắng hả? Không ai trả lời, ok. Và thưa quý vị, như vậy là cả ba cặp đã dồn hết vào trong căn phòng màu đỏ này. Căn phòng có đáp án A. Họ đang rất tự tin. Bây giờ người ta không chào đón mình thì mình sẽ đi ra. Và một khi nó không chào đón thì mình lại càng không muốn quay trở lại căn phòng này. Vậy là em sai đấy hả trời? Vậy là sai rồi. Chết rồi. Chưa biết. Chưa biết. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biết được rằng đáp án nào mới là đáp án đúng, A hay B. Điều đó sẽ được diễn ra sau ít phút nữa nha. Khán giả, Đại Nghĩa đã quay trở lại đây. Và bây giờ sẽ là giây phút mà Nghĩa sẽ chọn một trong hai căn phòng này để bước vào. Vậy thì đó là căn phòng nào? Căn phòng B không một bóng người, hay căn phòng A nơi mà không ai chào đón mình? À, vẫn là thái độ như thế. Vẫn là thái độ đắc thắng. Vẫn là thái độ kiêu hãnh mà không có lý do. Để xem sao nha. Và đó là căn phòng và đó là B. B mới là đáp án chính xác thưa quý vị. Rất bất ngờ, bởi vì tất cả 6 con người đang rất là tự tin ngồi bên căn phòng màu đỏ và cứ nghĩ rằng họ đúng, cho nên họ không chào đón tôi. Người đây. Chúng ta cùng quay trở lại sân khấu chính nha. Anh Nghĩa ơi. Dì em. Ủa sao anh vô có mình vậy? Trời ơi, bởi vì đâu có ai thắng đâu em, anh mời. Ủa dạ? Không một ai thắng hết, chọn sai hết mà em thấy đó. Sao nãy nghe phân tích đúng lắm mà. Trời ơi, người ta nói mạnh miệng lắm, em vô chưa kể còn bày tỏ thái độ với anh nữa.
thấy ghét. Đã thua mà còn vậy nữa đó. Bởi vậy mới nói không có tiếp đón gì họ trơn trợ nghe. Ai tự cảm thấy cần thiết phải quay trở lại thì vô đi, chứ tôi không có mời nữa. Gục đầu cái gì mà gục đầu, đã ngay từ đầu người ta nói em rồi mà không chịu nghe lời. Ta chọn B đi, cái thịt gà nó ở dưới chân mình thôi, không thôi, có kịp ăn nhưng mà nó nhưng mà mình cảm nhận được mình cái đã lỡ chọn rồi để mà xào xáo nữa. Nó nghe nè, trước khi chửi bới ai đó làm ơn trả lời giúp làm chương trình đó. Không, thật sự á em muốn xuống cái ghế này thì nó cùng tao với Noel chắc hiểu không, với lại cái đôi này nè nó mang nó kẹt vô hai cái ngón giò đau lắm. Vậy đi xuống đi, ngồi đi để cảm nhận cái gia đình của mình giờ nó sa sút làm sao nha. Ủa ăn có Hà Lan đồ. Anh cắt đi. Đến Giáng sinh thì em đi ăn ở với gia đình em ở Hà Lan. Đó, thái độ như vậy luôn á. Giáng sinh là một cái lễ rất là lớn trong năm. Anh cắt cái khúc đó giùm em được không? Làm sao mà cắt được em, cái chỗ đó còn phải tô đậm hơn nữa. Anh lật mặt cho anh quá à. Chưa vừa đưa anh đâu, đã ăn còn chưa. Không em, mình phải phân tích tới cái lỗ chân lông. Ăn thịt mà làm cái dễ sành đều lắm. Không em ơi, cái miếng sau này nè, không thấy cái lỗ chân lông luôn. Bám cái gì mà không thấy cái lỗ chân lông luôn. Ủa em ơi, em ăn gà hay ăn chim sẻ em? Mà giá không tại có sao? Lỗ chân lông nào. Tại vì sao, con gà nó bên tay nó đi xì ba, đúng không? Nó vô nó xe khít lỗ chân lông. Lạnh quá anh, lạnh quá teo lỗ chân lông. Nó xe khít lỗ chân lông vậy thôi. Anh ơi, tụi em biết tụi em sai, nãy giờ tụi em không hề phản ngôn một ý kiến nào nữa. Nói gì được mà nói. Trong khi cái đội mà cái đội bên kia kìa. Chưa em, chưa để từ làm từ. Gì đâu ầm ầm trời. Dòng vô phân tích này kia đủ thứ mà chưa. Bên đây nói gì thì nói, người ta cũng có dòm cái cục thịt gà. Người ta có phán đoán, có phân tích này nọ không? Bên đây là phóng vô táp liền. Đừng nắm tay tôi. Nghĩa Dũng, tôi thấy rất rõ nghe. Nè. Vừa mới cầm một vàng. Trời ít quá, cho xin tí mới nữa rồi bỏ miệng nhai liền là xong. Nhưng mà khi mà Dũng bỏ vô là Dũng cảm nhận được liền. Có cái mỡ nó nghỉ. Mùa ăn cá hay sao? Ăn cá sống hay chưa tay? Trời ơi. Tại em không đó. Nói là cái đáp ăn bây giờ, đi. Tự nhiên cái đi nó thường. Chịu. Bởi vì mình nói nhiều quá, mình ồn quá đó. Cái đầu mình không tập trung, mình suy nghĩ được. Phải. Thôi đi. Chúa, bên đây nè. Tại sao vậy Cường? Mà tôi thấy rất là rõ Cường nghe lời bé nhiều hơn nha. Sao vậy? Nghe ăn sắc làm lu mờ lý trí à? Dòng sao làm không tin em đâu nha. Khanh ơi đi về Khanh ơi, anh cảm thấy anh tuyệt vọng. Thật sự á, chương trình đó mọi người, chương trình chỉ mua có một con gà thôi. Thật sự. Có hai con đàn. Có hai con đàn. Bây giờ người ta đã sai, người ta cãi càng, cãi bướng như vậy thì mình nói cái gì nữa bây giờ? Em sai rồi, hai con gà đàng hoàng, con gà đầu là con gà ta. Sai luôn. Với lại nãy giờ mọi người đang bị nhầm á. Có nghĩa là chúng tôi nói là gà thường chứ chúng tôi không nói là gà ta. Gà ta, gà thả vườn hay gà đi bộ thì thịt nó săn nó dai hơn là đúng. Nhưng chúng tôi chỉ nói là con gà thường thì có thể đó là con gà được nuôi công nghiệp, cho nên là cái thịt nó cũng hơi bở bở. Thấy không? Rất buồn với các bạn. Còn một cơ hội cuối cùng để coi các bạn có phá sản ngồi dưới đất luôn hay không. Chắc mình xuống bẹp vô luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách về thính giác. Mình sẽ nghe một loại nhạc cụ và phân biệt đâu là loại cao cấp và đâu là loại thường. Lo, rất lo nha. Như nãy giờ mình thấy thật ra ba cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay không phải chuyên môn về ca hát đúng không anh? Không phải chuyên môn về ca hát. Dũng cảm nhận được kèn saxophone đó. Trời ơi. Với cái nư của Dũng và Khoa thì chỉ nên cảm nhận kèn lá thôi. Không, tụi em cảm nhận cái tiếng chuông chùa để cho nó bớt nghiệp lại. Em ơi, em không đủ cái độ thanh tịnh mà cảm nhận tiếng chuông chùa đâu. Giờ chỉ có cái tiếng chuông chùa rồi, cái tiếng... Không. Nhiều khi mình đứng ở đây mà mình sợ chứ bộ. Em sợ cái gì, anh có ăn thịt em bao giờ đâu Khanh. Mà em nói vậy, anh chỉ xỉa xói những cái con người trả lời sai thôi. Cho mọi người biết đi, chúng ta sẽ cho họ nghe cái loại nhạc cụ gì. Dạ, đó là piano cơ. Piano cơ. Dạ, và chọn đâu là piano cơ cao cấp. Piano cao cấp thì nó có gì mà piano ca thường thì có. Bây giờ gì? Các bạn cứ nghĩ đơn giản đi, với một loại nhạc cụ cao cấp và một loại nhạc cụ thường thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Đúng dạ. Không? Thì bây giờ nó cũng như chang vậy thôi. Em có biết về piano không? Dạ em biết chút chút thôi ạ. Tức là cũng có học qua mà đánh tủ đúng một bài thôi hay sao? Đúng rồi, đúng. Kỳ con bướm vàng á. Rồi. Đúng rồi, tôi đấy. Còn sao qua em vừa mới nói em biết đánh bài Kỳ con bướm vàng thiệt à? Thì em cũng biết đánh piano và em cũng nghe piano rồi và em cũng đã từng nghe piano cơ và piano cơ cao cấp. Ở đây ai cũng nghe rồi hết trơn á, vấn đề là đủ tinh tế để mà phân biệt thì không? Thì em nghĩ về cái độ cảm âm của em siêu việt của em lúc gài thì em nghĩ là chắc em phải đoán đúng thôi. Công nhận nha, mặc cái áo đẹp quá mà ngồi chồm hổm vậy nó kỳ dễ sợ. Bó hai cặp giò vô nhìn kém sang. Sao bạn tôi? Từ hồi còn đi học chung với bạn cách đây mấy 20 năm về trước, tôi chưa bao giờ nghe bạn nói về cái gì mà ngồi giữa cái đàn hết trơn á. Dũng thích chơi đàn tì bà thôi. Tì bà. Biết đàn tì bà. Có đàn tì cho bà. Tôi hỏi đàn tì bà có mấy giây? Đàn tì bà có 6 giây. Thấy không? Đầu ra 6 giây nó có 3
Mấy giây? Thôi, 3 giây. Nhiều đó là 3 đủ giây. Rồi. Nhiều 3 đó giây. Là đủ rồi. 3 giây đó. Giờ chốt lại đàn thì bà mấy giây? 3 giây nhân 2 là 6. Là nhiêu? Là 6 giây. Sai luôn 8 nha. Giây. Bây giờ nghĩa là mấy giây? 4 giây. Về lên mạng search clip Đại Nghĩa đánh đàn thì bà đi để coi tôi có đánh hay không nha. Ừ. Nhà mình nè. Biết chơi piano không em? Dạ không. Còn Quang? Dạ em có. Có biết chơi luôn ha? Dạ đập vỡ cây đàn. À đập vỡ cây đàn, hiểu luôn nha. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta gặp gỡ với 6 người chơi, họ đều có thù dâm nhà. Vậy thì đây sẽ thật sự là một thử thách khó khăn dành cho họ. Dạ, mình sẽ phân biệt piano cơ cao cấp. Cái giá trị của một cây cao cấp nó khoảng từ 300 cho đến 350 triệu. Và cái cây thường kia thì khoảng 190 thôi. 190. Em ơi, 190 thực ra là cao rồi. Nghĩa là không chênh lệch nhiều đúng, nha. Đúng. Rồi, bây giờ cả ba đội đứng thế nào? Đứng lên, nó khỏe hơn rồi. Sao cái vòng này không tự tin chút nào ta? Không có vòng nào mà tụi mình tự tin luôn á. Bán đại vậy mà nhiều khi trúng. Ngon nha. Đại đi em. Cặp đôi nào ở vị trí cao hơn được quyền ưu tiên đi trước. Mời ông bà đi trước. Ồ, vẫn còn kêu ông bà hả? Nghiệp dư là bỏ chữ quý thì thôi. Vậy còn bây giờ nè. Đi, đi, đi. Tự nhiên làm cái vai trò MC mà để cho tôi sân si quá. Piano là loại nhạc cụ khá quen thuộc với chúng ta về độ phổ biến khi lựa chọn học nhạc hay đệm hát. Một chiếc piano được sản xuất khá phức tạp với khá nhiều chi tiết. Giá trị của một chiếc piano là dựa trên nguyên liệu cấu thành nhạc cụ đó nhằm tạo ra những nốt nhạc hay nhất. Thank you.
cái đoạn A, cái piano á, nó giống như là nó trong hơn nè, và nó có cái gì đó nó có hồn hơn tí xíu. Vậy hả? Còn cá nhân em thì em thấy cái B, khi mà em nhắm mắt lại em nghe thì cái A em nghe hoài em không cảm nhận ra, còn khi mà cái B á thì em nghe em thấy là nó có không gian xung quanh hơn. Nhưng mà thực sự là hai cái nó tương đồng nhau, nó không khác nhau quá đúng nhiều rồi đâu. Nó rất là tương đồng với nhau, nhưng mà em nghe cái B đi, có khi á là cảm giác là cái tiếng đàn nó bị yếu ớt hơn nữa. Bây giờ nghe lời anh đi, em phải chọn A. Em chọn B. A đi mà. Nghe lời anh đi. Anh phải đưa em một hũ tấp mỡ. Rồi, tặng cho em hũ tấp mỡ luôn. Một hộp bánh tráng. Rồi, okay luôn. Rồi, Tân Lộc sẽ chọn đáp án A. Đại Nghĩa tức quá. Con già Noel nè. Nhưng mà thật sự em tới bây giờ em nghe lời anh chứ em không có phục. Em không phục sao? Nghe thấy sao? Em nghe em thấy cái đáp án B là không gian nó ok hơn nhiều. Anh mà anh đánh tiếng đàn của cái B á là anh đã cố tình đánh không tự tin rồi. Có nghĩa là đánh rất là hời hợt. Là thì đánh lừa mình, nhưng mà cái tiếng đàn của nó ra rất là có không gian. Anh nghe nó không gian nó rất là... Cái tiếng nhạc đầu tiên á, anh đoán là cái đó sẽ cao cấp. Là bởi vì anh nghe nó rất là ấm, nó vang. Mà anh nhắm mắt lại, anh nghe từng cái ton ton nhẹ trong cái bài nhạc. Là anh nghĩ là cái A là cái đầu tiên. Em thì thấy cái B nó lại vang hơn. Hay là hôm nay em bị đảo ngược mọi thứ rồi trời. Em cũng hơi sợ tại vì cái giá tiền của cái đàn nó trên lịch không nhiều. Bởi vì em khó. Mới nói là anh em mình giống là cũng trái ngược nhau nữa. Quánh đồ xì đi. Quánh đồ xì không? Là ai thắng là chọn lên người đó gì? Đúng rồi. 1, 2, 3 2, 3 Em... Chết rồi em thắng nữa. Rồi bây giờ là em thắng, là em chọn A hay B? Em chọn B. Rồi B đúng không? Bần quá thì mình xuống đất ngồi thôi, đâu có gì đâu. Biết gì luôn, rồi B. B. Em nghe lời anh đi vô cái A đi. Em vô cái B luôn. Cái gì chạy quá. Làm giờ... sao? Ủa, nãy em chọn cái B đúng không? Đúng rồi. Coi như là một lần nữa anh sẽ tôn trọng với em. Rồi, hai. Em dẫn anh vô đi. Ok. Em thấy anh có vẻ rén. Em men quá chứ Mỹ Nhân à. Ok. Hồi nãy đã chọn rồi, có được quyết định lại đâu mà cứ... Không có. Tôi nghĩ là phòng bên kia đúng rồi đó. Em nghĩ là phòng của anh đúng đó. Vậy sao không chọn bên này? Anh chọn A đó. Không, em là em chọn B á. Quyền quyết định em để cho anh đó. Anh nghe cái đầu tiên thì cảm thấy như là âm thanh nó sẽ vang hơn, nó ngân hơn. Và nó cái độ ấm, nó ấm hơn. Nó không có bị tẹt âm giống như một chút xíu giống như là cái B. Cái B thì em nghe nó cứ kiểu giống như là nó bị gò đó. Nó cứ tưng 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 tù. Còn cái kia là tưng tưng, có kia là vang, nó có độ vang ra. Hình như là càng mắc tiền là cái búa đó, cái chất liệu nó là mắc, cái chất liệu có vàng trong đó hay sao á. Trời ơi. Nãy da gà thì có lỗ chân lông, bây giờ thì hả đàn có vàng, có chất liệu bạc gì trong đây nữa vậy anh Quang? Em không có tin tưởng anh nói luôn á. Bây giờ đưa ra kết quả nè, và kết quả cuối cùng là ai gõ cửa đó? Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao giọng bên nào cũng có giọng nữ vậy? Cái giọng ta trầm dày đục cho nên mà kêu giọng nữ. Anh Quang ơi. Có vô không? Vô đây chơi chị. Ôi, anh Dũng hay sai lắm mình dính. Anh Dũng hay số Dũng hay sai lắm. Mà Mỹ Nhân cũng hay sai nữa. Như vậy là cặp Hà Trí Quang cũng chọn đáp án là B phải không? Thật ra là em chọn B đó mọi người ơi. Vô nè. Đó. Chọn A đúng không? Dạ. Rồi mời em ngồi. Anh nghĩ. Trời ơi. Anh ơi, thấy anh Dũng là thấy sai rồi đó. Để tôi coi Dũng có đúng như là Hà Trí Quang nói hay không nha. Tại vì có những nhân vật trong chương trình này đi vô phòng nào là phòng đó sai. Ngộ vậy. Trời ơi. Thiệt. Giờ nhân vật đó anh là tái diễn. Bây giờ Nghĩa với là Bạch Công Khanh sẽ bước ra ngoài và chọn đáp án đúng, căn phòng đúng để mà quay trở vào. Hai anh chị ngồi đây chờ xíu nha, chút xíu quay trở lại. Ủa vậy hả? Trời ơi, Khanh nó hẹn gặp quay lại là hiểu rồi kìa. Nếu mà mình qua bên kia ngồi luôn á thì không có gì hay nữa hết. Dạ, thưa quý vị, như vậy là ba cặp đã được thưởng thức âm nhạc và bây giờ họ đang vẫn tiếp tục tranh cãi, mặc dù đã có sự lựa chọn rồi. Ngồi chung một phòng vẫn tiếp tục cãi, không ai chịu ai hết trơn trời á. Dạ, thật ra cái hai cái tiếng vừa rồi nghe nó không có chênh lệch nhiều. Tương đương. Bởi vì người nghệ sĩ đánh hai cái cây piano đó là một người nghệ sĩ rất là chuyên nghiệp, đó chính là nhạc sĩ Yên Lam. Trời ơi, thì nhạc sĩ chuyên nghiệp người ta quánh cái cây gì nghe nó cũng hay hết trơn em ơi. Chính xác. Đó, cho nên là rất khó để cho những người chơi vốn dĩ là những người không có sành về âm nhạc để lựa chọn được đáp án này. Vậy thì bây giờ đáp án nào mới là đáp án chính xác?
B. Hết hồn, hết hồn. Thì A. Và chúng tôi sẽ công bố đáp án sau. Hồi hộp quá. Quay trở lại với chương trình Ai là bậc thầy chính hiệu, và bây giờ sẽ là lúc anh Đại Nghĩa cùng với Khanh công bố đáp án của vòng này. Hồi hộp và chờ đợi đáp án. B. Vô luôn không? Vô luôn đi anh ơi. Trời đâu có vô dễ dàng vậy được. Tôi không phải là người dễ dãi các bạn ạ. Nha. Hay là thấy thằng Khoa đang núp ngay cửa, nó tính làm gì mình không biết nữa, tính hù mình hay sao? Đâu có dễ vậy em. Làm gì có cái chuyện đó Khoa. Mặc dù em biết bên này sai nhưng em rất muốn anh vào. Vào đi anh. Không, từ từ. Mình phải tự tin. Đừng với cái sự kéo. Lựa chọn của mình. Đừng lôi kéo anh, hãy để cho anh tự giác em mà. Nếu như anh thấy thích thì anh sẽ tự anh vào thôi, ba đơn. Ok mà. Đáp án nào mới là đáp án đúng? Hay là B. Bên nào cũng muốn chụp cái kéo tôi vô hết trơn trời. Trời ơi. Đẹp. Và để cùng một thời gian thêm nữa. Quý vị ơi, đáp án của chúng tôi là A. Ôi, họ không tin em anh. Nếu như anh là ta phản ứng khác rồi. Bạn bé hồ hỏi. B. Không, bây giờ ghét rồi, không vô nữa. Không vô nữa. B ơi. Mệt quá. Trời ơi. Ngồi xuống em. Và đáp án chính xác là B. Cuối cùng thì em cũng đã đúng. Đúng nha, đây mới là đáp án đúng. Và chắc chắn bên kia sẽ có một gia đình tan nát em à. Bây giờ em mới tin là có một câu người nào xui đi tới đâu là xui chỗ đó. Sao mà anh kỳ vậy? Và bây giờ để hiểu rõ hơn về hai cây đàn này cũng như là tại sao cây đàn B nó lại là mắc hơn, giá trị hơn, thì chúng ta sẽ mời cái người nãy đã đàn cho chúng ta nghe đó. Xin mời nhạc sĩ Yên Lam. Mời nhạc sĩ Yên Lam quay lại và nói về hai cây đàn cho mọi người được biết. Bây giờ thì mời tất cả các bạn chúng ta có thể lên đây để có thể xem hai cái đàn này rõ hơn nha. Mời các bạn chúng ta quan sát cái đàn A trước. Và mời nhạc sĩ Yên Lam chia sẻ về cây đàn này. Các bạn có thể đánh thử cây đàn này. Đây. Cái này nghe rất là ấm. Dạ, tiếng đàn ấm. Mình nghe ấm và rất là vang. Đúng rồi. Khi mà mình chơi lên thì tại vì 190 là không thể nào có một cái cây nào mà nó dở được với cái giá đó. Rồi. Nghe là mình thấy là rất là ok, thích. Và mình nghe cây bên này. Khác luôn. Các bạn sẽ thấy là cái tiếng nó thanh hơn. Nghe nó vẫn sáng và thanh hơn. Dạ. Cây bên kia. Cây đàn này á, là cái chất liệu á, là do cái bộ máy bên trong á, cái máy bằng đồng á, họ làm lớn hơn. Dạ. Sẽ cao cấp hơn. Và cái bộ dây, cái bộ búa là những cái đều được hoàn thiện và làm chất liệu tốt hơn. Còn cây bên này thì cái máy nó sẽ nhỏ hơn chút xíu. Nếu mà mình để ý mình cũng sẽ thấy nó nhỏ hơn chút xíu. Cái này nó bóng hơn nữa. Bóng hơn là do nhà sản xuất của họ làm kiểu. Và cái giá trị khi mình đánh lên á thì mình sẽ cảm giác là cái người nghệ sĩ họ chơi á, họ sẽ cảm giác nhiều hơn là cái người nghe. Dạ. Cái độ mất tiền nữa là tự do cái máy, rồi do cái độ nhạy của phím. Khi mình đánh với tốc độ cao, phím nó có coi như là có đáp ứng được cái tốc độ của mình chạy hay không. Nhưng nữa mà rõ ràng hồi nãy là hai cây đều là một bài hát. Thành hai cây một bài hát không có sai. Rồi thôi bây giờ vậy, chúng ta đã nghe nhạc sĩ Yên Lam chia sẻ về hai cây đàn này. Đằng nào kết quả cũng đã rõ ràng quá rồi, bây giờ mình có tranh cãi nữa cũng vậy thôi. Đúng nha rồi. Mời các bạn quay trở lại sân khấu. Dạ. Chết rồi, tan nát tiêu điều quá. Trời ơi, thê thảm, trời ơi, vụ này vui nè. Đó, cãi nhau cho cố vô, cuối cùng chọn sai từ đầu đến đuôi luôn. Không còn cái ghế để ngồi. Xin mời cặp đôi có câu trả lời đúng vào trước trường duy nhân. Mà lẽ ra cái cặp đôi này là phải giành chiến thắng mới đúng nha. Dạ. Tại vì sao? Tên gì? Cường Nhân. Trời ơi. Ai đó bây giờ mới để ý. Trong tên Cường Nhân là phải mạnh mẽ chứ đúng không? Đúng rồi, đúng. Hai dòng đầu chẳng qua mình hơi xui xui chút. Dạ. Xíu thôi. Rồi. Dòng này là lấy lại những gì đã mất nha. Người ta gọi đúng. Là đẳng cấp là mãi mãi đó, phong độ chỉ là nhất thời thôi. Đây coi, cái cặp mà phong độ nhất thời là bên đây nè nha. Ăn hơn, ăn mai được cái dòng đầu. Chứ nếu đúng lý ra là dòng đầu cũng tan nát rồi. Dạ. Vô đi.
Ôi, thì tụi em có xuống đi chăng nữa thì cũng bằng đội kia thôi. Nhưng mà em nghĩ sao với cái đầm này của em mà bây giờ em ngồi trên cái ghế chút ép vậy? Thì cùng lắm không thấy cái ghế đâu với gì đâu. Em thấy dáng vậy đẹp không em? Dạ, dạ đẹp. Em mới đầu cho cao. Không, tụi em đầm cho lộng lẫy. Giống như chụp hình vậy đó anh đó, tụi em là đó. Dạ, chụp hình quay biển. Dạ, biển nào dám chứa hai người này. Trời ơi, bận cái đầm này mà mang cái này khó ngồi thì có trời ơi. Mang vô đi đó. Đẹp ghê em. Thôi mình ngồi giống kiểu chú em mình đó. Còn cái cặp đôi cuối cùng. Cặp này giờ chắc vô đây. Trong đêm một bàn chân mướt bé xíu lăn thon trên đường. Ánh mắt buồn mẹ ngài của em. Em rất buồn vì em không biết đi. Ngồi xuống đây. Dùm đi. Gì mà xô đẩy dữ vậy? Anh á, đáng lẽ anh không á. Nãy là em chọn là đúng rồi. Trời ơi, cái gì mà lẹ dữ vậy ông nội? Phải trả tiền cho. Mà ông làm rất là trả chứ có ai lấy đâu. Cái gì vậy? Đây là trói giới đây sao? Bởi vậy người ta nói cho cố vô thì người thua cuộc. Thôi đi, đừng có cười người hôm trước, hôm sau người cười. Không còn cơ hội để cười người ta đâu em. Cười được giọng cuối cùng rồi. Làm gì còn cơ hội đó nữa. Bây giờ chỉ có người ta cười em thôi. Bây giờ cái trend là giớ sỏ ngón đó. Tại vì mọi người không biết. Chịu có sỏ gì đi. Nè, cái giớ này rất là tây luôn á. Khi mà mình ngứa móng giò, mình gãi rất là tiện. Thật sự luôn, bây giờ em đi làm nail, em đưa cái mang giớ làm được luôn. Thấy ngồi vậy đó tổ á, cho miếng gì lót ngồi có Khanh. Miếng gì sang sang chút nha. Trời đất ơi. Ừ đó, cái đó quan đây. Thảm đen nha. Trời cái gì mà thảm với vậy trời. Thì thảm mà em. Cái này sao vừa hai người. Cái sai đầu tiên của mình là chọn đội thôi. Vậy là sai sai từ ban đầu, sai từ trong trứng nước đúng không? Vô là thấy sai rồi. Ở đâu ra sai em. Nè, ôm vô nghe. Người ta biết mình giả mạo. Bây giờ mình tổng kết lại nha. Đội Bất Nhoi đang là bậc thầy tập sự. Em nói chữ Bất Nhoi phát âm rõ ra chứ nghe thành chữ Bất Nhân không? À, đúng rồi đó, Bất Nhoi. Còn đây đội Cường Nhân. Nghe tên sang không? Cường Nhân mà cũng ngồi ghế giặt đồ nha. Cũng tập là bậc thầy tập sự thôi. Và đội cuối cùng đội Tuần Lộc bậc thầy giả mạo. Chúng em á, chúng em giả mạo á. Tụi em á, tụi em giả mạo á mấy anh chị. Đó rồi, tụi em á. Và dù cho chúng ta đang ngồi ở cấp bậc nào thì cũng hãy nở một nụ cười thật tươi để gửi những lời chúc tốt lành nhất đến cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau 20:30 thứ tư trên kênh VTV3. Xin chào.